Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, bão Yagi tại các tỉnh thành phố phía Bắc trong những ngày qua, ngày 10 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã gửi thư kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Trong thư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nêu rõ, những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, bão Yagi, các tỉnh thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ đã làm nhiều người chết và mất tích. Nhà cửa, tài sản, lúa, hoa màu, cây ăn trái, vật nuôi của nhân dân bị thiệt hại nặng nề. Cơ sở vật chất, hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Hiện nay, nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, công dân, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương, đùm bọc giúp đỡ đối với đồng bào vùng bị bão lũ tàn phá. Mọi sự đóng góp gửi về địa chỉ: 1. Tiếp nhận ủng hộ qua số tài khoản: tên tài khoản Ban Cứu Trợ tỉnh An Giang, số tài khoản 375103029363000000 tại kho bạc nhà nước tỉnh An Giang. Nội dung: ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. 2. Tiếp nhận ủng hộ trực tiếp tại văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, số 21 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang. Điện thoại 0296 395 209. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024. Mọi sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần vật chất sẽ làm chê bớt những đau thương mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ thiên tai. Qua đó thể hiện tấm lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang cùng chung tay chia sẻ ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Nhằm thúc đẩy sự tham gia của trẻ em đối với các hoạt động chính trị xã hội liên quan đến trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được thực hiện tốt quyền và bổn phận theo quy định của luật trẻ em, đồng thời tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong trẻ em để chuẩn bị tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội. Ngày 10 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh và 6 trẻ em tiêu biểu đại diện cho trẻ em An Giang chuẩn bị tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em sắp tới. Tại hoạt động tiếp xúc cử tri trẻ em, các em đã có nhiều ý kiến sát với chủ đề của phiên họp, nhất là liên quan đến đời sống và học tập. Các đại biểu đã lắng nghe và trả lời một cách thỏa đáng, bám sát nội dung, đi vào trọng tâm cần giải quyết. Đồng thời, đại biểu cũng đã thông tin về những giải pháp cụ thể trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, về hai vấn đề phòng chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường tại địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của hoạt động đại biểu Quốc hội trẻ em tiếp xúc và đối thoại với cử tri trẻ em là một cam kết được thực thi bằng hành động của các đại biểu thiếu nhi chính thức tham dự Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024 với trẻ em tỉnh An Giang. Đồng thời, lưu ý đến các đại biểu trẻ em cần tìm hiểu thêm về các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước xoay quanh các nội dung liên quan đến phiên họp mà bản thân sắp được tham gia, cần lắng nghe một cách tích cực hơn và ghi chú lại những điểm trọng tâm trong việc tiếp thu những ý kiến kiến nghị. Đồng thời, rèn cho bản thân kỹ năng chuyển hóa tư duy ngôn ngữ từ việc tiếp thu ý kiến của cử tri thành ý kiến kiến nghị của bản thân với tư cách là đại biểu Quốc hội, đại diện cho thiếu nhi tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung. Với vị trí, vai trò và bản lĩnh, các đại biểu cần tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các bạn ở trường, lớp, địa phương thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất quyền của trẻ em. Chiều ngày 10 tháng 9, Sở Công Thương An Giang phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hơn 100 cơ sở sản xuất, hộ gia đình và cán bộ quản lý về an toàn thực phẩm ngành công thương được nghe triển khai các nội dung kiến thức về các mối nguy an toàn thực phẩm và các biện pháp kiểm soát mối nguy, các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, đặc biệt là chế tài xử phạt, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, thực trạng công tác an toàn thực phẩm hiện nay, đồng thời nhận diện thực phẩm an toàn, giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tỉnh An Giang, trao đổi thảo luận và giải đáp thắc mắc liên quan đến an toàn thực phẩm. Thông qua tập huấn, tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.